Xin chào tất cả anh chị, các bạn đang xem video review bán nhà ở thành phố Hồ Chí Minh qua kênh YouTube Bất Động Sản Sài Thành. Hiện tại Nhân đang ở ngay chân cầu Hậu Giang ha. Hướng xe đang chạy về là đây là bên hướng chợ Bình Tây, mình chạy về cầu Hậu Giang nha anh chị. Và bên kia là đội công an quận 6 ha, công an giao thông quận 6. Vị trí Nhân đứng là ngay Bách Quá Xanh, ngay chân cầu Hậu Giang. Và bên kia đường thì mình đi qua bên chợ Bình Tây, chợ Kim Biên. Khu vực qua bên mé bên cầu đó là khu vực của phường 5, quận 6 nha, ngay chợ Minh Phụng hay còn gọi là chợ Cây Gõ nha anh chị. Hôm nay Nhân sẽ review cho anh chị một bất động sản nằm sát bên cầu Hậu Giang này luôn đó, nằm đối diện với lại chung cư Thiêm Lam Chợ Lớn đó. Ngay Bách Quá Xanh nha anh chị, ngay vị trí Bách Quá Xanh ngay trên cầu Hậu Giang. Thì mình chạy từ trên cầu xuống thì sẽ gặp Bách Quá Xanh và mình rẽ bên tay phải là tới vị trí căn nhà của mình ha. Nhà mình thì hẻm rộng rãi, hẻm khoảng 5m nha. Nhà có pháp lý, sổ hồng riêng, hoàn công đầy đủ, mua bán ký công chứng sang tên nha anh chị. Ở ngay trên cầu Hậu Giang luôn. Ở đây thì khu vực chợ Bình Tây, chợ Kim Biên, chợ Lớn, chung cư Hiêm Lam Chợ Lớn, trường Nguyễn Tất Thành, hẻm 466 nè, 446 nè, là hẻm vào nhà của mình ha. Đó, đi thẳng luôn thì ra Nguyễn Nhân luôn nha anh chị. Bên kia là chung cư Hiêm Lam Chợ Lớn và trường trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành. Ở đây hẻm vào nhà của mình nè, hẻm vào nhà của mình đây ha. Đây con hẻm vào nhà của mình đây ha, rộng rãi sạch sẽ, hẻm xe hơi chạy vào tới nơi nha. 448 đường Hậu Giang, phường 12, quận 6 nha anh chị. Căn nhà được xây dựng với kết cấu một trệt, một lửng, hai lầu, sân thượng trước và sau, mái đúc. Nhà thì trang bị tất cả các thiết bị nội thất, chủ để lại hết cho anh chị mình các thiết bị nội thất bên trong căn nhà luôn nha. À, gần sát bên cầu Hậu Giang nha. Ở đây này ha, sát bên nhà mình ha. Rồi sát bên nhà mình luôn nha. Đó, đây mình đi tới nè. Rồi hẻm bên đây thì mình chạy thẳng ra luôn là đường Nguyễn Nhân luôn nha. Hẻm đây chạy thẳng ra Nguyễn luôn luôn đó anh chị, mình thấy xe lớn đang chạy đằng kia là ra đường Nguyễn luôn. Thực chất căn nhà mình là sau lưng căn nhà mặt tiền đường Hậu Giang ha, sau lưng căn nhà mặt tiền đường Hậu Giang. Và địa chỉ của căn nhà mình đây nè anh chị, 450/1B ha, 450/1B là số cũ nha anh chị. Ở đây là khu vực phường 12 quận 6, số mới là 448 á, 448/1/2 vậy nha anh chị. Và vị trí hẻm trước nhà mình rộng rãi, ngang là 3m2 và sâu vào là 17m nha anh chị. Đó. Nhà có cổng rào kiên cố, cửa cổng cửa sắt 4 cánh. Bên trong thì chủ lót gạch sạch sẽ hết, thêm nhà cao ráo sạch sẽ nha. Đó, một trệt một lửng là hai cái lầu ở trên, mái đúc ở trên luôn nha. Nhà đúc bê tông cốt thép hết, khu dân cư hiện hữu xây dựng nhà cao tầng ha. Bên ngoài thì chủ ốp gạch cao ráo sạch sẽ hết ha. Ở cái sân để xe nhà thì chủ cũng lót gạch sạch sẽ và ở bên hông chủ cũng lót luôn nha. Còn ở đây thì ở trên đây làm khung sắt bảo vệ, có gắn tấm bô ly và có làm cái cửa kéo ngang nữa nè anh chị. Đó, mình sợ hông thoáng thì mình kéo ngang qua. Còn mình để xe muốn sạch sẽ thì mình muốn sạch sẽ cái sân ở dưới nhà của mình thì mình kéo lại ha, mình kéo lại. Đó, rộng rãi nha. Bên hông thì cũng lót gạch cao ráo hết luôn. Ở cửa bên ngoài là cửa sắt 4 cánh. Bên trong thì mình làm thêm một lớp cửa nữa là cửa sắt 4 cánh kết hợp với kính cường lực nha anh chị. Đó, nhà thì hẻm trước nhà 5m rộng rãi sạch sẽ.
Đây, các thiết bị bên trong căn nhà chủ sẽ tặng lại hết cho anh chị mình ha. Và nhân xin nhắc lại cái giá cho anh chị mình nhớ ha. Hiện tại chủ đang kêu căn nhà ở hẻm 448 đường Hậu Giang này có giá là 6 tỷ 560 triệu nha, 6 tỷ 560 triệu. Giá này còn thương lượng trực tiếp với chính chủ nha anh chị. Đó, bên hông tường ốp cao lên 1 mét nha. Và đây là không gian tầng trệt của nhà mình. Ở không gian trệt rộng rãi, nhà là đúc bê tông cốt thép hết. Trần nhà thì cao ráo sạch sẽ nha anh chị. Đó, đây cái trần nhà cái lửng của mình ha. Cái lửng thì chủ có lắp luôn cái quạt trần cho anh chị mình ha. Ở đây thì mình ngồi quạt rất là mát luôn. Đó, bộ bàn ghế và tivi chủ đều để lại hết cho anh chị mình ha. Mình xem cái không gian trước nhà của mình nè ha. Một lớp cửa cổng bên ngoài, rồi một sân để xe. Đó, để xe này là để 5-6 chiếc xe luôn nha anh chị. Mình để một bậc chân trống đứng lên nè. Đây một chiếc ha, nằm gọn gàng. Căn nhà mình là sổ nở hậu đẹp nha. Nhà sổ nở hậu, ngang là 3m2 và sâu vào 17m. Nhà được xây dựng với kết cấu một trệt, một lửng, hai lầu, sân thượng trước và sau, mái đúc ở trên nữa nha anh chị. Rồi mình đi lên trên mình xem không gian của ở trên căn nhà mình ha anh chị. Ở cái không gian phía sau, tivi này chủ cũng để lại cho anh chị mình luôn. Đó, nhà là đúc bê tông cốt thép hết ha. Trần nhà thì cũng còn cao ráo, sạch sẽ. Đó, ở đây thì trần nhà chỗ này thì chủ cũng lắp cái quạt cho anh chị mình nè. Đó, lắp cái quạt cho anh chị mình ha. Lắp cái quạt trần. Rồi tivi mới luôn nha, tivi mới và còn cái thùng nằm ở bên tay trái của anh chị nè. Ở dưới chân cầu thang thì cầu thang hồi xưa nè, cái kiểu xây vậy là hồi xưa lâu năm lắm, rất là chắc chắn. Và như nhà giàu hồi xưa ta xây cái chân cầu thang đá mài vậy nè. Dưới chân cầu thang thì anh chị mình thấy có cái máy bơm ha, thì chủ cũng để máy bơm này vị trí này cho anh chị mình bơm nước lên bồn nha. Rồi lối đi rộng rãi, hai ô gạch máy luôn nha. Bên hông tường ốp cao ráo sạch sẽ hết. Đó, cầu thang thì đá mài, cầu thang đúc nha anh chị. Đá mài đi lên, tay vịn gỗ ha. Rồi mình xem không gian ở trước nhà của mình nè. Đó, rất là rộng luôn, dài 17m nha. 3m2 và sâu vào 17m. Một trệt, một lửng và hai lầu. Sân thượng trước và sau, mái đúc. Ở giữa thì nhà vệ sinh, tường ốp cao ráo sạch sẽ nha anh chị. Tường chủ ốp cao ráo sạch sẽ, có lắp máy nước nóng cho anh chị mình luôn nha. Đó, cửa nhà vệ sinh là cửa nhôm Sifa bản lề kinh long nha, bản lề kinh long nha anh chị. Đó, có dán mờ cho anh chị mình luôn, có lắp máy nước nóng hết cho anh chị mình ha. Bồn ngồi nguyên khói. Đó, các thiết bị nhà vệ sinh đầy đủ rồi nha. Không gian nhà bếp nằm ở cuối. Tường ốp loại gạch ngang, cao ráo, tủ bếp trên, tủ bếp dưới, bằng nhôm, mặt đá hoa cương, bồn rửa sau lồng, 304, có lắp máy hút mùi cho anh chị mình nha. Đây cái thùng TV 4K nè. Và ngay vị trí đây thì chủ cũng làm một cái sàn nước. Ở nhà mình nở hậu nha, nhà mình nở hậu nha anh chị. Ở đây chủ có làm cái sàn nước nha. Chủ đây chủ làm cái sàn nước để cho anh chị mình để thịt cá chỗ này. Đi chợ về mình để gọn gàng ở đây ha. Xong cái mình về mình sắp xếp mình để đồ lên. Rồi tủ bếp dưới nha. Mặt bếp thì xài đá hoa cương nha anh chị. Rồi tủ bếp trên nè. Đó, có lắp máy hút mùi cho anh chị mình luôn nha. Và có trang thờ trang nghiêm sẵn hết. Tủ bếp cao lên đụng trần, đụng lên đường đà luôn nha anh chị. Rồi tới vị trí cuối này, từ vị trí cuối này ha, mình ra tới ngoài chiếc xe màu đỏ. Đó, chiếc xe màu đỏ kia là 17m nha, 17m.
Giá này thì vẫn còn thương lượng trực tiếp với chính chủ. Hiện tại chủ đang kêu căn nhà này có giá là 6 tỷ 560 triệu nha, 6 tỷ 560 triệu. Giá này còn thương lượng trực tiếp với chính chủ. Vậy là ở dưới trệt mình có một nhà vệ sinh rồi nha anh chị. Bây giờ nhân đi lên trên cho anh chị mình xem ở cái không gian tầng trên ha. Rồi, mình xem lại dưới trệt nè, dưới trệt nha, rộng rãi sân để xe bên ngoài. Ở tối về mình dẫn xe vô trong nhà thôi ha. Phòng khách rộng rãi. Nhà vệ sinh nằm ở giữa, nhà bếp nằm ở cuối. Các thiết bị nhà vệ sinh đầy đủ. Rồi mình đi lên trên nha anh chị. Cầu thang thì đi theo chiều hướng đi lên. Đó, cầu thang đúc đá mài ha. Hồi xưa dân nhà giàu người ta xây cầu thang kiểu này không nè. Đó, nhà thì rất chắc chắn nha anh chị. Đó, đường đà nè, lộ ra rất là lớn luôn. Hồi xưa ta xây đúc cái đường đà rất là to nha. Ở trên đây thì nhân thấy có một cái, đây là cái lửng của nhà mình. Đây là cái lửng của nhà mình. Thì cái phòng này phía sau thì chủ làm một phòng ngủ có nhà vệ sinh phía trong luôn. Còn cái phòng phía trước, nhân quay cái lửng trước cho anh chị mình nha. Và đây là không gian lửng của nhà mình nha anh chị. Ở cái lửng của mình ha, rộng rãi. Trần nhà cao ráo sạch sẽ, nhà đúc bê tông cốt thép hết nè. Đó chị mình xem đường đà ha. Kéo cao lên cho anh chị mình thấy ha. Trần nhà cao ráo nha. Ở đây thì chủ có lắp cho anh chị mình cái quạt đó nè. Đó, cái quạt ngay trên trần ha. Quạt bên hông. Đó, điện âm tường hết nha anh chị. Và nhân sẽ qua quay cái lửng cho anh chị mình. Cửa thì sử dụng cửa lùa, cửa nhôm xi pha lùa qua lại nha. Cái lửng mình mở ra ha anh chị. Rồi đây, cái lửng của nhà mình. Từ trên mình nhìn xuống nè. Đó, không gian lửng chỗ này, rộng rãi. Ở ngoài đó thì chủ làm khung sắt, có làm mấy ngói che cho đưa ra cho anh chị mình luôn nè. Đó, mấy ngói che ra nên chủ không cần phải làm cái mí kính. Ở trên đó tấm poly che rồi. Ở đây lắp cái quạt Panasonic chỗ này. Đó, quạt trần nha. Rồi tiếp tục mình đi qua phòng ngủ thứ nhất ở trên lửng nha anh chị. Một trệt, một lửng, hai lầu lận nha. Sân thượng trước và sau, mái đúc. Rồi, cửa phòng ngủ là sử dụng cửa nhôm Sifa. Dán mờ, bản nhôm, cửa nhôm Sifa loại dày nha. Đó, loại dày nha anh chị. Nhà vệ sinh nằm phía trong. Cửa nhà vệ sinh cũng là cửa nhôm Sifa. Đây, anh chị mình xem ha. Thiết bị nhà vệ sinh đầy đủ, bồn ngồi nguyên khối. Có lắp máy nước nóng cho anh chị hay mình luôn nha, bồn rửa tay. Và ở đây thì mình có cái quạt hút nữa nè. Đó, quạt hút ha. Cái thiết bị nhà vệ sinh đầy đủ, chủ ốp tường cao lên đụng trần luôn nha anh chị. Đó, nhà vệ sinh rộng rãi. Rồi, phòng ngủ thứ nhất của nhà mình nằm ở không gian tầng lửng nha. Đây phòng ngủ thứ nhất, rộng rãi. Trần nhà cao ráo, có lắp quạt treo tường cho anh chị mình luôn nha. Điện âm tường hết nha anh chị. Rồi đây là phòng ngủ thứ nhất của nhà mình. Bây giờ mình đi lên trên nữa nha. Ở đây thì có lắp máy lạnh cho anh chị mình luôn nha anh chị. Các thiết bị máy lạnh đồ, máy nước nóng đồ chủ để lại hết cho anh chị mình luôn nha. Rồi mình tiếp tục mình đi lên. Vậy là đây là nhà vệ sinh thứ hai ở trên lửng nè. Và một phòng ngủ ở trên lửng. Ở đây thì làm phòng đọc khách, phòng sách nè. Ở đây làm phòng đọc sách của nhà mình, hoặc có thể mình làm một phòng ngủ cũng được ha. Nếu mà làm tính đây phòng ngủ đi, tính đây phòng ngủ thì đây là phòng ngủ thứ hai của nhà mình nha. Rồi hai phòng ngủ rồi nha anh chị. Cầu thang mình đi lên.
tay vịn gỗ, cầu thang rộng rãi, các bước đi nhỏ, các nước các bậc đi rất là nhỏ, rất là thấp nên mình đi lên rất là dễ dàng nha anh chị. Rồi tay vịn gỗ. Bây giờ Nhân sẽ quay phòng ngủ phía sau trước và quay cái phòng ngủ phía trước có cái sân thượng nha. Rồi lối đi của cầu thang rộng rãi. Rồi đây, không gian nhà vệ sinh. Đây là nhà vệ sinh thứ ba của nhà mình. Cửa nhà vệ sinh vẫn là sử dụng cửa nhôm Sifa. Bản lề vẫn là bản lề kim long. Cửa nhà vệ sinh loại dày nha anh chị. Đó, mình nghe tiếng ha. Tường ốp cao ráo sạch sẽ, cao lên đụng trần. Có lắp máy nước nóng cho anh chị mình luôn. Tường ốp loại gạch ngang. Các thiết bị nhà vệ sinh đầy đủ nha. Đó, nhà vệ sinh rộng rãi. Phòng ngủ phía sau, cửa vẫn là cửa nhôm Sifa. Kính màu hết cho anh chị mình rồi nha. Ở đây là khu vực của quận 6, phường 12, quận 6, ngay chân cầu Hậu Giang nha anh chị. Vị trí nhà mình là ngay chân cầu Hậu Giang ha. Đó, đối diện với đội giao thông quận 6. Ở cặp bên hông trường Bách Hóa Xanh, gần trường Nguyễn Tất Thành, khu chung cư Hiêm Lam Chợ Lớn nha. Đó, anh chị mình xem đường đà ha. Đó, đường đà ở phòng ngủ thứ 3 của mình nha. Phòng ngủ thứ 3 của mình ha, rộng rãi. Đó, có lắp quạt trần cho anh chị mình hết luôn, quạt treo tường. Đó, trần nhà cao ráo sạch sẽ. Nhà này có chiều ngang là 3m2 và chiều sâu vào là được 17m nha anh chị. Nhà có hướng chính là hướng nam. Pháp lý của căn nhà mình là sổ hồng riêng, được hoàn công đầy đủ, mua bán ký công chứng sang tên. Và ở phòng ngủ này chủ cũng lắp máy lạnh cho anh chị mình luôn nha. Vị trí thì nằm gần chợ Bình Tây, chợ Kim Biên, khu vực chợ lớn. À, qua cầu Hậu Giang là mình qua chợ Minh Phụng, hay còn gọi là chợ Cây Gõ nha anh chị. Góc mắt Hậu Giang, trung tâm đoạn đường Hậu Giang cực kỳ sôi nổi ha. Ở quận 6 có đoạn đường Hậu Giang cực kỳ sôi nổi luôn. Rồi nhà vệ sinh ở giữa sử dụng cho hai phòng ha anh chị. Rồi đây phòng ngủ lớn phía trước. Cửa vẫn là cửa nhôm Sifa, kính cường lực ha anh chị. Đó, cửa vẫn là cửa sử dụng hệ cửa nhôm Sifa và kính cường lực nha. Ở trần nhà cao ráo sạch sẽ, nhà đúc bê tông cốt thép hết, có đèn ngủ cho anh chị mình luôn. Ở đây thì mình có xây một bức tường, thì có thể mình về mình lắp thêm một cái tủ âm tường ở chỗ này ha. Đó, chỗ này thì mình có thể lắp thêm cái tủ âm tường nữa nè. Đó, phòng ngủ này rất là rộng nha anh chị. Cửa ra ngoài là cửa sắt. Đó, cửa sắt kính cường lực nha. Rồi mở ra ngoài cho anh chị mình xem nha. Rồi đây, ban công của nhà mình nè. Ban công ta dịnh inox, cái vòm ha, cái vòm đây xưa ta trồng, ta làm hai cái vòm trồng cây giống vậy nè anh chị. Đó, cái mái che dưới nhà nè. Đó, căn nhà mình thì chỉ sau lưng căn nhà mặt tiền thôi nha. Đó, sau lưng căn nhà mặt tiền thôi nha anh chị. Ở căn này là mặt tiền nè. Hẻm thì hẻm 5m. Rồi mình vừa xem không gian của tầng 1 nha anh chị. Không gian tầng 1 ha. Bây giờ mình lên tầng 2 ha. Vậy là 3 phòng ngủ rồi đó anh chị. 3 phòng ngủ rồi đó. 3 phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh ha. 4 phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh. Cái lửng mình thì mình chia được 2 phòng nha anh chị. Mình tính cái lửng kia phòng ngồi trước là 1 phòng luôn nha.
Rồi cầu thang vẫn là cầu thang đúc, các bước đi đi lên rất là nhẹ nhàng, tay dựng gỗ nha anh chị. Rồi mỗi tầng có CB điện nha. Ở trên đây là máy đúc luôn nè. Đó, tấm trên đây đúc luôn nha. Nguyên tấm này trên đây đúc hết, ngoài sau cũng vậy. Ngoài sau cũng đúc luôn, máy đúc của mình luôn nha. Đó, nhà mình ở trên là máy đúc nha. Rồi đây mình quay cái phòng ngủ phía trước nha. Cái này mình có thể mình sử dụng mình làm phòng thờ. Hoặc là mình làm một phòng ngủ chỗ này cũng được nha anh chị. Rộng rãi. Có cửa ra ngoài sân thượng trước, có cửa sổ. Cửa sổ thì có khung sắt bảo vệ. Rồi, ở không gian sân thượng rộng rãi để được hai cái băng đá luôn nha anh chị, hai băng đá luôn nè. Đó, rộng rãi. Tay vịn inox nha. Ban công tay vịn inox cao ráo. Và ở đây thì có đi đường nước sẵn. Đó, đường nước để anh chị mình trồng cây, tưới cây ha. Ở trên đây là đúc hết luôn nè. Nhà mình thì tương đối cao. Đó, căn bên hông thì cũng chưa cao bằng mình. Rồi ở trên đây là đúc hết luôn nè. Rồi, có cái tấm điện Solar nè. Đó, cái tấm điện năng lượng mặt trời ha. Ở đây thì buổi tối tự cháy đèn lên cho nó sáng cái phần không gian trước nhà của mình. Rồi đây. Đó, hẻm mình là rộng rãi nha. Đây chạy ra. Đây hẻm xe hơi chạy tới luôn. Chạy xe hơi chạy tới luôn nha. Chỉ hầu như là sau lưng căn nhà mặt tiền thôi. Còn đây bên tay phải của mình thì đi ra đường Nguyễn Văn Luôn nha anh chị. Bê thông qua đây là đường Nguyễn Văn Luôn. Cái sân để xe trước nhà rộng rãi. Mình có cái sân để xe quá ngon luôn nha anh chị. Đó. Ở đây che chắn đồ sạch sẽ hết cho anh chị mình rồi. Đó, sân thượng rộng rãi, mình để băng đá ngồi chơi, trồng cây. Nhà này hướng nam mát mẻ. Đó, trần nhà cao ráo sạch sẽ nha anh chị. Rồi mình sẽ đi qua phòng phía sau cho anh chị mình ha. Thì có thể mình sử dụng này làm phòng thờ. Đó, có thể sử dụng làm phòng thờ ha. Rồi lối đi cắt qua các phòng rộng rãi. Đó. Cửa phòng này thì chủ cũng làm bằng cửa nhôm sifa. Các phòng ngủ thì chủ sử dụng là cửa nhôm sifa hết ha. Nhà là đúc bê tông cốt thép hết nha anh chị. Đó, đúc bê tông cốt thép hết luôn nha. Ở trên này là nguyên cái tấm này đúc hết luôn nha anh chị. Nguyên cái máy đúc của nhà mình luôn. Phòng này cũng lắp máy lạnh cho anh chị mình nè. Ở phòng ngủ phía sau này thì có cửa ra ngoài ban công phía sau ha, sân thượng phía sau. Cửa sắt, khung sắt bảo vệ. Cửa ra ngoài là cửa sắt luôn. Đó, cửa sắt kết hợp với kính nè. Đó, rộng rãi nha. Vậy là mỗi tầng là hai phòng ngủ. Vậy là 6 phòng ngủ nha. Vậy mình được 6 phòng ngủ nha anh chị. Đó, có tới 6 phòng ngủ luôn. Rồi đây. Đó, cái phòng ngoài đây ha. Đó, phòng này cũng rộng rãi nha anh chị. Và cái không gian phía sau này thì chủ làm một cái cầu thang xoắn mình đi lên ở trên máy đúc để mình trồng cây trên đó, hoặc là mình lên trên đó mình chăm coi bồn nước ha. Xung quanh thì chủ cũng muốn làm cái khung sắt bao vây căn nhà mình hết, nó xung quanh hết ha. Đó, dưới chân thì chủ lót gạch sạch sẽ hết. Đó, lót gạch sẽ hết nha anh chị. Rất là rộng rãi luôn. Rồi mình đi lên trên cho anh chị mình xem cái không gian ở trên nha. Cầu thang mình đi lên là cầu thang xoắn nha.
Rồi mình lên cái máy đúc của nhà mình nha anh chị. Mình đi lên máy đúc của nhà mình ha. Thì trên đây thì có làm khung sắt viền bảo vệ. Gạch thì cũng lót gạch sạch sẽ hết. Để mình để máy lạnh các cục nóng trên này. Và bồn nước 1000 lít. Ở trên đây thì rộng rãi mình có thể trồng cây thêm. Đó, căn nhà mình này nằm ở hẻm 448 đường Hậu Giang, ngay chân cầu Hậu Giang nha anh chị, ngay chân cầu Hậu Giang luôn. Đó, nhà hẻm trước nhà 5m, sau lưng căn nhà mặt tiền đường Hậu Giang nha. Ở đây mình thấy chung cư Him Lam Chợ Lớn nè. Ở trên đây có thể mình làm trồng cây nha. Ở đây thì có những cái tấm lấy ánh sáng nè. Đó, cái máy đúc của luôn nha. Nhà này có chiều ngang là 3m2 và sâu vào là 17m. Hướng nhà hướng nam, được xây dựng với kết cấu một trệt, một lửng, hai lầu sân thượng trước sau, máy trên là máy đúc luôn. Nhà đúc hết luôn nha anh chị. Nhà có pháp lý là sổ hồng riêng, được hoàn công đầy đủ. Mua bán anh chị mình ký công chứng sang tên. Ở trên đây có cái cửa sắt mình làm cái chìa khóa nè. Đó, kéo chìa khóa này lại. Đó, cái chìa khóa chỗ này nè anh chị. Vị trí thì nằm gần ngay trục đường như là đường Hậu Giang, sau lưng căn nhà mặt tiền nha anh chị. Sau lưng căn nhà mặt tiền đường Hậu Giang. Hẻm trước nhà là hẻm 5m. Nằm gần chợ Minh Phụng, giáp qua cầu Hậu Giang là mình qua ngã tư với đường Minh Phụng và đường Hậu Giang. Ở khu đó là khu vực của phường 5 quận 6. Thì đó là ngay chợ Minh Phụng, chợ Bình Tây, chợ Kim Biên, khu vực chợ lớn, cực kỳ nhộn nhịp luôn. Và giá hiện tại chủ đang kêu căn nhà này có giá là 6 tỷ 560 triệu nha. 6 tỷ 560 triệu, giá này còn thương lượng trực tiếp với chính chủ nha. Mình đến xem nhà và gặp chính chủ để làm việc thêm về giá. Nếu anh chị mình thích bất động sản này ha, hãy liên lạc với Nhân qua số điện thoại là 0822 39 39 39. Kênh YouTube Bất Động Sản Sài Thành. Hãy nhấn like video để ủng hộ kênh, nhấn vào đăng ký kênh, bật chuông để xem được nhiều video hơn và tìm mua được bất động sản ưng ý nhất cho mình. Nhớ là hãy chia sẻ video này cho bạn bè người thân của mình ha, để bạn bè người thân của mình nhìn thấy được căn nhà có chiều ngang là 3m2 và sâu vào là 17m này ha. Nằm ở hẻm 448 đường Hậu Giang, ngay chân cầu Hậu Giang, đội giao thông công an quận 6. Đó, đây sân thượng trước nhà mình nha. Sân thượng phía trước. Nhà được xây dựng với kết cấu một trệt, một lửng và hai lầu sân thượng trên, trước sau mái đúc ha. Có tới 6 phòng ngủ ha. Đó, mỗi tầng là một nhà vệ sinh, tầng trệt một cái, lửng một cái, hai phòng kia hai cái. 6 phòng ngủ và 4 nhà vệ sinh nha. Ở phía sau đó mình có thể làm một nhà vệ sinh phía sau đó được luôn nha anh chị. Rồi giá là 6 tỷ 560 triệu nha. Rồi nhân xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở video quay nhà lần sau. Hãy nhấn like video, ủng hộ kênh, nhấn vào đăng ký kênh, bật chuông để xem được nhiều video hơn và tìm mua được bất động sản ưng ý nhất cho mình. Nhớ là hãy chia sẻ video này cho bạn bè người thân của mình, để bạn bè người thân nhìn thấy được căn nhà ở địa chỉ là 450 hay là 4 giờ số cũ ha, và số mới của mình là 448 nha. Đó, và giao việc là ngay mặt tiền đường Hậu Giang 410 nha. Đó, ngay chân cầu Hậu Giang luôn, và giao việc ha. Ở đây là sau lưng căn nhà mặt tiền nè. Hẻm rộng rãi sát bên mặt tiền luôn nha. Rồi nhân xin chào và hẹn lại chị ở video quay nhà lần sau. Hãy nhấn like video, ủng hộ kênh, nhấn vào đăng ký kênh, bật chuông để xem được nhiều video hơn nha anh chị.